Hello các bác nhá. Đấy, hôm nay em về được một ít loa GT của hãng Party House, một thương hiệu đến từ đất nước Trung Quốc nhá. Đấy, không biết cái loa này của lợ gì mà bát thì từ cháy đâu, từ bé tí thì tì tép cũng thế, từ bé tèo tèo. Cái loa này không biết thôi. Nó có ra gì không, không biết có đánh được không. Loa bé lắm các bạn, nhìn cái từ bé tí thì tì thì đấy, nói như vậy thôi. Cũng giới thiệu với các bác là tập loa của hãng Party House, dòng loa VIP và siêu VIP của hãng Party House nhé. Đấy, đây là sử dụng tép neo này, à đấy tép neo mà bát cũng là bát neo luôn. Đấy, nhìn nó kinh khủng luôn, nhôm nguyên chất nhá. Đấy, làm kiểu như là cái dòng này nó làm đánh bóng thứ bằng tay hết để xào, nhìn rất là sạch, rất là nhiều cái vết, cảm giác như là nó trà tay ấy, các bạn. Đẹp, nhôm đẹp lắm. Đây là nó còn thêm hai cái nẹp inox ở hai bên này, nhìn quá là chất lượng luôn các bạn. Đấy, nẹp inox mà nó có in cái hàng chữ đây, không mờ thế nào luôn. Không biết nó in bằng kiểu gì, em không biết nó in công nghệ gì. Đây là inox nhá. Inox chứ không phải nhôm đâu các bạn. Sáng bóng luôn. Đấy. Hàng này là hàng nguyên bên Trung Quốc về. Chưa vệ sinh một tiệm tẹo đèo nào. Thép neo thì giống thép neo của JBL và bát cũng giống bát của JBL luôn. Và với cái mức tiền mức giá của cái sản phẩm này nó cũng khá là cao so với những khách hàng bình dân. Cái sản phẩm này nó là sản phẩm cao cấp của hãng Party House. Đấy, các bạn cũng xem qua cái chi tiết của em thùng này nhá. Thùng này là thùng cân. Đây em bê xuống cho xin. Loa này chỉ xách một tay thôi, không cần phải nhiều, nhẹ lắm. Để nó sử dụng bát neo và tép neo. Các bác nhìn hình thức của em nó rất chi là đẹp. Nó cân, thùng cân nhìn nó rất là cân đối, nó đẹp cực kỳ luôn. Mà thùng vẻ nó không xước xát gì luôn. Nó xước rất là nhẹ. Đây, có mô đen của em nó đây. Đấy, nguyên bụi bẩn. Highway full răng, Stem 12. 12 inch, sử dụng 12 inch và tép 1,5 inch, bát 12 inch. Đấy, con này có độ nhạy 97 decibel trên 1 watt, trên 1 watt trên 1 mét vuông nhá. Trở kháng là 8 ohm này, công suất đánh là 350 watt này và công suất cực đại có thể đến 700 watt. Sản xuất tại China. Đấy, hàng sản xuất tại China các bác nhá. Đấy. Nỗ thông hơi phía sau này. Đấy, con này có nỗ thông hơi phía sau. Còn những cái loa mà để nỗ thông hơi phía sau ấy, thì tiếng bát nó sẽ tốt khi các bác để ở gần bờ tường. Gần tường là sẽ có tiếng bát rất là tuyệt vời. Còn dòng này thì lời của nó thì quá kinh khủng rồi, chả phải chê một cái điểm nào cái sản phẩm bát neo và thép neo này. Đấy, chuyên dùng để cho các bác hát karaoke thì quá tuyệt vời. Sau em sẽ có video để cho các bác thưởng thức cái chất âm của sản phẩm này. Bát gì mà nhẹ phèo phèo thế này. Thật sự với các bác là cái côn của nó dài lắm, nó không giống cái côn bình thường đâu. Côn này nó phải dài gấp đôi cái côn của bát loa bát bình thường. Đấy, nhìn cái màng của nó em nói đây, cái nón rất là cao, nón cao ngất ngủ luôn. Đấy, thép em nó đây, thép neo. Rồi em cho nó vị trí em nó nhé. Ở đây em cho nó xem phân tần nhá, phân tần của em loa này nhá. À, cũng phải cẩn thận với sản phẩm này. Sàng nó hơi cao cấp, hơi đắt tiền. Đây, phân tần em nó không biết các có nhìn rõ không. Đấy, đấy nhìn cũng rất là chi vào này nọ đấy. Bông sạch tinh. Đấy, nó chỉ có chỗ bên chỗ thông hơi kia nó bị bẩn đâu. Bên trong này nó cũng khá là sạch. Thùng này là thùng màu trắng rồi. Lần này thì em toàn hoa màu trắng. Thế mới tài. À đây, thương hiệu của em nó này. UKM Audio. Như bản chất đây cái này em không biết là tại sao nó là tem UKM, tại vì cái bát kia nó là bát cũng là UKM luôn mà sản xuất tại England. Bát này là bát sản xuất tại Anh nhá. Đây. Đấy, Glass Rang UKM made in England. Mẹ. Ừ. Có. Chưa tốt. Đấy, bát made in của England các bạn. Glass Rang England UKM. Cái tên UKM nó trùng với cái tên của cái tem sản phẩm này. Đây. Đấy các bạn thấy ạ.
Nhưng mà con này thì nó lại là thương hiệu của Battel, em chưa hiểu là nó là như thế nào luôn. Đấy, cái điều này em cũng không rõ, thật sự là không rõ. Hay là cái UKM cũng là một thương hiệu của Battel. Đấy, con này. Nó không ghi đây là Battel đâu. Đấy, nó không ghi đây là sản phẩm của Battel đâu. Như cái sản phẩm này là em được biết nó chính xác là mã GT của hãng Battel các bạn. Hoặc là con này là của hãng UKM. Hàng siêu VIP. Siêu đẹp các bạn. Giá cho một cặp loa này nó sẽ không dưới 13 triệu các bạn. Anh em trên thị trường đang bán, các anh em trên kênh YouTube cũng đang bán với mức giá là 13 triệu, 13 triệu một cặp này. Vâng, nhưng mà các bác đến với em sẽ bán cho các bác rẻ hơn anh em 500 nghìn trên một cặp loa này. Các bác có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em Quảng để sở hữu một cặp loa của England, đấy, sản xuất tại Trung Quốc với mức giá là 12 triệu 500 nghìn, giá chưa bao gồm phí vận chuyển đâu các bác nhé. Cái cặp loa này thì nó có trọng lượng rất là nhẹ, nó không nặng như những cái cặp loa khác, nó chỉ rơi vào mười mấy cân thôi. Con này không nhớ là nó bao nhiêu cân, thằng cu em nó bảo như là mười mấy, 15 hay 19 cân một chiếc thùng này, một thùng loa này rơi vào 15 hoặc 19 cân gì đấy. À, nhưng còn phần những sản phẩm loa TB nó thì bên em còn đúng một đôi là cùng lẫn với cái lô này thì có đôi này, còn ba đôi trong nhà thì em đã bán rồi. Đấy, loa này thì cực kỳ là đẹp và rất chi là hiếm các bác nhé. Nó em cũng đã xem những cái video của anh Xuân Tốc Đỏ hay gì ấy. Đấy, anh Xuân Tốc Đỏ là anh giới thiệu sản phẩm này có cái chất lượng âm thanh nó còn hay hơn cả dòng loa JBL KP 6012 hay KP gì em không rõ lắm. Hay hơn cái sản phẩm JBL mà có cùng bát và test như cái sản phẩm này. Đấy, bát của con JBL nó khác một chút thôi, nó cũng tương tự như vậy nhưng mà nó sẽ khác một tí, khác một tẹo thôi. Bát neo, test neo thì nó quá chất rồi đúng không ạ? Những dòng mà bát neo, test neo nó sẽ thiên về cái giải lời và giải test nhiều hơn về so với giải bát. Đấy, nhưng mà để em nhìn cái kích thước và cái cấu tạo của cái thùng này em lại cảm giác là cái con này tiếng bát nó cũng sẽ có được cái chất lượng khá tốt, tương đồng với được cái rẻ giải chết và giải chung của nó này. Sau em sẽ test con loa này vì nó mới về đúng đấy thôi nên em chưa có cơ hội để test. Các bác có nhu cầu thì xong cứ liên hệ cho em Quảng nhé, số điện thoại em ghim trên màn hình luôn nhé. Giờ em xin tạm dừng video.